Kính chào quý vị và các bạn, năm 2021 đã trôi qua với nhiều sự kiện cột mốc quan trọng. Trong chương trình An ninh Đà Nẵng tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn đặc biệt, nổi bật của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng trong năm qua. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Năm thứ hai của đại dịch Covid-19, cả nước chuyển sang nhiều giai đoạn để ứng phó với dịch bệnh. Dù ở giai đoạn nào thì những thách thức về an ninh an toàn cho người dân và cho toàn xã hội vẫn luôn được đặt ra với lực lượng công an toàn quốc, trong đó có công an thành phố Đà Nẵng. Lực lượng công an nhân dân, lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19 là một phong trào thi đua đặc biệt của lực lượng công an nhân dân, cũng là tinh thần, ý chí quyết tâm, đồng hành cùng nhân dân trong cuộc chiến với Covid-19. Sau thời gian triển khai gần 2 năm, Bộ Công an đã xây dựng thành công và sẵn sàng chia sẻ, kết nối, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, chứng kiến những nỗ lực không ngừng của lực lượng công an cơ sở. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, lực lượng công an nhân dân đứng trước những khó khăn, thử thách với ba mục tiêu quan trọng: vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân, vừa góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, để nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng bằng nỗ lực, quyết tâm chính trị lớn, lực lượng công an tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Với quyết tâm chính trị cao độ, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, lực lượng công an các cấp, trong đó có lực lượng công an cơ sở, nêu cao quyết tâm bảo vệ từ sớm, từ xa, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Lãnh đạo bộ tôi cũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả bước đầu trong thời gian vừa qua. Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã rất nỗ lực để giành được, đặc biệt là từ đầu năm 2021 đến nay. Cũng trong năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát gây ra những hậu quả khốc liệt. Đây là thời cơ để các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động xuyên tạc về tình hình đất nước và kết quả công tác phòng chống dịch. Vừa đấu tranh, vừa tuyên truyền, lực lượng công an đã xây dựng đăng hàng nghìn tin bài, phóng sự, phản bác thông tin, quan điểm sai trái trên hệ thống website, mạng xã hội, định hướng thông tin trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Bên cạnh đó, công an thành phố còn đấu tranh làm rõ hàng loạt các đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan, tạo nên tiếng vang lớn. Và đây cũng là một cái nguy cơ mà có thể lây lan cái dịch Covid, mà có thể bùng phát trong cái cộng đồng chúng ta. Cho nên là việc rà soát này vừa chấn chỉnh, như vừa xử lý nghiêm những người vi phạm. Dịch Covid-19 bùng phát, một số loại tội phạm đã gia tăng. Trong năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra liên tiếp triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây cờ bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Cái việc mà phá án nhanh này, thì chúng ta có thể nói rằng là đưa cái tội phạm sớm ra ánh sáng để mà xử lý, đồng thời cũng tiếp tục răn đe những cái đối tượng mà mỏng móng, manh nha trong thực hiện cái vấn đề này. Thì địa bàn chúng ta quét sạch như thế này, nhưng là các đồng chí làm rất là tốt, nhanh. Năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội tại thành phố Đà Nẵng giảm đáng kể so với năm 2020 và năm 2019. Công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao. Kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt là lá chắn, giữ vững ổn định bên trong, không để xảy ra điểm nóng, bất ổn xã hội
để toàn thành phố dồn lực phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong mọi hoàn cảnh khó khăn và nguy nan nhất, người chiến sĩ công an luôn là điểm tựa vững chắc, tấm lá chắn làm nên thành trì, bảo vệ nhân dân. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 cũng vậy, một lần nữa ghi dấu ấn về người chiến sĩ công an ở tuyến đầu, không ngại hiểm nguy, không ngại gian khó, chiến đấu từ mệnh lệnh của trái tim, chấp nhận cả những hy sinh để đổi lấy cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố. Chưa từng có tiền lệ, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go và muôn vàn khó khăn. Trên tất cả các mặt trận, cùng lực lượng y tế, quân đội, lực lượng công an tiên phong đi đầu vào tâm dịch. Với tinh thần đâu khó có công an, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng chính quyền các cấp xông pha vào các điểm nóng dịch bệnh với quyết tâm cao độ. Đây là một trong những cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn cho cả hệ thống chính trị của chúng ta. Nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm đồng lòng, đặc biệt là với cái tinh thần trách nhiệm, năng lực của lực lượng công an thành phố cùng với cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ theo yêu cầu. Sắc phục của người chiến sĩ công an hiện diện khắp mọi miền Tổ quốc, bất cứ nơi nào nhân dân cần đến, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly, các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, truy vết, điều tra dịch tễ. Khó khăn, chồng chất khó khăn, nguy cơ lây nhiễm thường trực, nhưng dịch bệnh còn phức tạp, không cho phép người chiến sĩ chùn bước. Có những chiến sĩ nhiều tháng không về nhà để cùng lo, cùng trăn trở với những khó khăn không thể diễn tả hết của người dân thành phố. Một tháng qua thì chúng tôi đã phải trực chiến 100% tại đơn vị. Hầu hết anh em thì cũng vợ con cũng nhiều nhưng mà không có ai được về thăm hết. Có những anh em phải về nhà lấy đồ dùng cá nhân nhưng mà chỉ đứng ở ngoài cổng. Nhận diện đại dịch COVID-19 là thách thức, nguy cơ thường trực đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ kép và cả thực hiện công tác an sinh xã hội. Chương trình cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 trong thời điểm giãn cách toàn thành phố của Công an thành phố Đà Nẵng đã được chính quyền, nhân dân biểu dương tán thưởng. Với 30 container bán hàng, Công an thành phố đã cung ứng gần 44.000 đơn hàng theo yêu cầu của nhân dân. Gần 200 cán bộ chiến sĩ được trưng dụng với sự giúp đỡ của cảnh sát khu vực 30 phường trên địa bàn đã có những trải nghiệm đặc biệt trong vai trò tiểu thương. Chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ trong việc cung ứng thôi, chứ không dám là nhận một phần lớn đâu, bởi vì cái điều kiện của mình là công an không thể đủ sức. Nhưng mà đảm bảo là gì? Là với cái chúng tôi hoạt động là phi lợi nhuận và có hỗ trợ về giá, cho nên giá nó sẽ thấp hơn so với cái mặt bằng chung. Và đây là có sự hỗ trợ giá của công an thành phố. Ghi nhận những nỗ lực trong công tác và thực hiện những nhiệm vụ phòng chống dịch, Công an thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương chiến công hạng nhất. COVID-19 là thước đo tinh thần, lửa thử vàng, gian nan thử sức của cả dân tộc. Trong đó thể hiện bản lĩnh của lực lượng công an, quyết tâm chiến thắng kẻ thù vô hình, dù phải đánh đổi bằng sự vất vả, hy sinh. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân được Bộ Công an triển khai thực hiện là dự án rất lớn, chưa từng có từ trước đến nay. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an, với tinh thần quyết tâm vượt mọi khó khăn của toàn lực lượng công an, chỉ trong thời gian gần 2 năm, chiến dịch thực hiện hai hệ thống quan trọng này đã đạt được rất nhiều kết quả thắng lợi, đảm bảo các điều kiện kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Liên tục 2 năm 2020-2021, thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Các đợt giãn cách xã hội kéo dài liên tục đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện hai dự án. Tuy nhiên, trong những nhiệm vụ công tác ưu tiên hoạch định hàng năm, Công an thành phố Đà Nẵng xác định việc thực hiện xây dựng hai dự án này là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân. Những lộ trình, bước đi cụ thể tính theo từng ngày được đặt ra, từ thu thập dữ liệu dân cư tới việc chuyển trạng thái bước vào chiến dịch cấp căn cước công dân. Không kể ngày nghỉ, ngày lễ, với phương châm gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau, tập trung trước, phân tán sau, nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc đi lại đã được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân ngay tại nhà hay trên những chuyến xe lưu động.
Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo, bước đầu tôi cảm nhận được là chuẩn bị cái nguồn nhân lực để phục vụ cho cái việc cấp căn cước công dân tương đối đầy đủ và có kỹ năng. Việc hoàn thành sớm giai đoạn thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đã tạo điều kiện rất lớn. Toàn lực lượng bước vào giai đoạn chuyển đổi trạng thái, giai đoạn làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống và chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, toàn thành phố đã thu thập 98,9% phiếu thông tin dân cư, làm sạch 99,6% dữ liệu. Những sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ khi triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã tiếp thêm niềm tin, yêu thương của nhân dân và tô thắm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an thành phố Đà Nẵng nói riêng. Chuyển qua một số nội dung khác, ngày 30 tháng 2, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống của lực lượng điều tra trong công an nhân dân. Chương trình được kết nối trực tuyến với công an các đơn vị địa phương. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng điều tra công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí dũng cảm, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, gặt hái được nhiều chiến công. Đánh giá trong tình hình mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức khó khăn, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng vững vàng với lòng dũng cảm, mưu trí sáng tạo, luôn tỉnh táo trong mọi tình huống, xử lý thận trọng, công tâm, khoa học, thượng tôn pháp luật là trên hết. Cùng dịp này, tại Công an quận Hải Châu cũng đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra với sự tham dự của cán bộ chiến sĩ khối điều tra Công an quận. Tiếp theo là những chiến công trên lĩnh vực an ninh trật tự được công an các đơn vị địa phương xác lập trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong tuần qua. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng với hai tài xế Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Mạnh Hà cùng chú tỉnh Phú Thọ về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Chiều ngày 9 tháng 12, trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn phát hiện xe ô tô do tài xế Khánh và Hà thay nhau điều khiển lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra phát hiện 6 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Việt Nam. Qua xác minh, số công dân Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép vào đường biên giới thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Thông qua môi giới, Khánh và Hà biết nhưng vẫn nhận lời đưa số khách Trung Quốc này từ Bắc vào Nam để qua Campuchia làm việc với số tiền 6 triệu đồng. Sáng ngày 26 tháng 12, Phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra cơ sở Thẩm mỹ viện 108 Hà Nội tại địa chỉ 114 Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê, phát hiện ở tầng 2 của cơ sở này đang tổ chức phẫu thuật thẩm mỹ cho 4 khách hàng. Quản lý cơ sở là Vũ Cường Huy, 21 tuổi, cho biết cơ sở hoạt động từ năm 2018 đến nay theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ngành nghề spa, chăm sóc da. Cơ sở không có giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, nhưng vẫn tiếp nhận tư vấn khám chữa bệnh và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trong quá trình hoạt động có phát sinh chất thải y tế nguy hại, nhưng cơ sở không hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý, mà được dồn chung với rác thải sinh hoạt rồi mang ra ngoài để đổ. Cơ quan công an còn phát hiện một số loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 24 tháng 12, Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Liên Chiểu đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất hàng loạt các loại bột trét tường giả nhãn hiệu Zotun, Dulac tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Long Dũng trên đường Hồng Thái thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Bước đầu xác định chủ cơ sở đã tìm mua các loại nguyên liệu và bao bì trên mạng Internet, sau đó mang về cơ sở trên đường Hồng Thái để sản xuất bột trét giả nhãn hiệu Zotun và Dulac bằng hệ thống máy móc hiện đại, chuyên nghiệp, khép kín để cho ra sản phẩm giả cực kỳ tinh vi, bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Công an quận Liên Chiểu đã mời làm việc đối với vợ chồng ông Mai Hoàng Long, 36 tuổi và bà Nguyễn Thị Hạnh, 33 tuổi để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Ngày 28 tháng 12, Phòng Cảnh sát Ma túy tổ chức đột kích và bắt quả tang tại khách sạn Vivian có địa chỉ tại số 1 An Cư 6, có 17 thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét từng phòng, Công an thành phố phát hiện nhiều đĩa sứ có chứa ma túy tổng hợp dạng ketamin và mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ loa đèn, công suất lớn, dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Tiến hành làm việc với quản lý kiêm chủ hợp đồng đứng ra thuê khách sạn là Phạm Thanh Hưng, 25 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam. Cơ quan công an nhận thấy khách sạn này được Hưng trang bị đầy đủ từ trong ra ngoài, đều có camera giám sát nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hiện 5 thanh niên trong 3 phòng đã bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và củng cố hồ sơ về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
riêng Phạm Thanh Hưng bị tạm giữ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Những thông tin an ninh trật tự đã khép lại chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này. Chúc quý vị và các đồng chí năm mới mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công và chiến công mới. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.